Kính thưa quý vị, một trong những sự kiện quan trọng trong bài diễn văn hôm qua của Tổng thống Donald Trump đến vai trò của người phụ nữ và đặc biệt nhất là tất cả các vị dân biểu tại Hạ viện của Hoa Kỳ. Nhắc quý vị cũng biết, trong kỳ bầu cử vừa qua, một số lớn tất cả những phụ nữ đã có mặt, thành phần những người phụ nữ trẻ đã có mặt trong Hạ viện của Hoa Kỳ, và họ là những người thuộc thành phần của đảng Dân Chủ. Đây là một trong những đối thủ quan trọng của Tổng thống Donald Trump. Ông đã nhìn về những phía phụ nữ và ông bày tỏ quan điểm của ông như thế nào, thưa Như Huyền? Thưa quý vị, như ngày hôm qua, một sự đáng ngạc nhiên đó là số lượng lớn phụ nữ Dân Chủ, tất cả họ mặc đồ màu trắng, người đàn ông thì mặc màu đen và thắt cà ravat, mà tất cả những người phụ nữ Dân Chủ thì mặc màu trắng, kể cả bà Nancy Pelosi, thưa quý vị đã thấy ở trên màn hình. Và Tổng thống Trump đã rất ca ngợi về cái điều đó. Ông ta đã nói là tất cả người Mỹ rất là tự hào rằng chúng ta có nhiều cái số lượng phụ nữ ở trong cái lực lượng lao động và làm việc ở trong Nhà Trắng. Và Quốc hội đã sửa đổi hiến pháp cho phụ nữ có quyền bầu cử và có quyền làm việc và phục vụ cho Quốc hội. Và anh ta đã kêu nói rằng, ông ta đã nói rằng đây là một cái sự rất là tuyệt vời và cho tất cả, và xin chúc mừng tất cả những người phụ nữ đã cái số lượng rất đông ở trong làm mặc đồ trắng ở trong Dân Chủ và làm việc ở trong White House. Kính thưa quý vị, trong lúc đó thì tất cả những người phụ nữ mà có mặt trong buổi hôm buổi diễn và tham dự diễn văn của Tổng thống Donald Trump, họ là những người thuộc đảng Dân Chủ và là những vị tân dân biểu của Hạ viện Hoa Kỳ, đã ôm choàng lấy nhau và tỏ ra những cái nụ cười khiêu khích với Tổng thống Donald Trump. Và kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump một mặt vẫn tỉnh bơ ăn lê, và ông vẫn nhìn vào họ và ông có nói rằng cách đây 100 năm thì người Mỹ, người phụ nữ Hoa Kỳ đã quyền tự do bầu cử. Và ngày hôm nay dưới triều đại của tại vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ thì rất đông người phụ nữ đã có mặt trong cuộc họp hôm nay. Và đây là một sự kiện cho thấy một trong những lực lượng gọi là đối thủ lớn của Tổng thống Donald Trump đã có những cái chỉ trích công khai Tổng thống trong cái buổi ngày tham dự ngày diễn bài diễn văn hôm qua của Tổng thống. Khi chúng ta nói đến vấn đề kinh tế thì kính thưa quý vị, một trong những sự kiện đã được Tổng thống Donald Trump đưa ra, và đây là một trong những cái vũ khí quan trọng nhất mà Tổng thống Donald Trump đã sử dụng. Nói đơn giản là tất cả những đề nghị đưa ra về vấn đề một bức tường có tác dụng như thế nào và cần phải làm gì để cứu mạng người, và hãy nên hợp tác cùng nhau để xây dựng bức tường. Vì sao chúng ta cần phải xây dựng một bức tường? Vì qua một thời gian qua, quý vị có thể đồng ý với tôi, lời của Tổng thống Donald Trump là chúng ta đã đưa nền kinh tế của quốc gia đến một cái nền kinh tế vững mạnh lớn nhất trên thế giới. Và bây giờ thì chúng ta có bổn phận phải bảo vệ cái nền kinh tế này, và chúng ta không có cách gì hơn là cần phải xây dựng một bức tường. Lẽ dĩ nhiên chúng ta xây dựng một bức tường bằng nhiều cái phương tiện khác nhau, nhưng chúng ta cần phải có một bức tường để ngăn chặn tất cả những cái làn sóng mà có thể nói luôn luôn đánh phá Hoa Kỳ đến từ phía ngoài của quốc gia của chúng ta. Và kính thưa quý vị, trong lúc đó thì có một tràng pháo tay nổi lên, nhưng tất cả các thành viên của đảng Dân Chủ họ đã tiết kiệm tràng pháo tay của họ và đã họ không vỗ tay đúng như lời mà Tổng thống Donald Trump mong muốn. Và kính thưa quý vị, vấn đề thương mại, Tổng thống Trump đã kêu gọi Quốc hội trao cho ông thêm nhiều quyền tự do để áp đặt các biện pháp đánh thuế và các chính sách thương mại cứng rắn hơn với Trung Quốc, cũng như thông qua thông điệp thương mại USMCA ký với Canada và Mexico. Tổng thống Donald Trump tiếp tục kêu gọi Quốc hội thông qua ngân sách cho chiến dịch xóa bỏ bệnh AIDS trong 10 năm tới tại nước Mỹ, đồng thời yêu cầu thông qua khoảng 500 triệu đô la để chữa trị cho các bệnh nhân bị ung thư trong vòng 10 năm tới đây. Về đối ngoại, Tổng thống Donald Trump cương quyết sẽ rút khỏi lính Mỹ khỏi Syria và thúc đẩy đàm phán hòa bình với Taliban nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ở Afghanistan, và tái đề cập đến việc công nhận chính phủ lâm thời Venezuela và tổng thống lâm thời Juan Guaido cách đây 2 tuần lễ. Tổng thống Mỹ đã chính thức công bố địa điểm tổ chức hội nghị Mỹ và Triều Tiên. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì Tổng thống hướng về một trong những sự kiện có thể nói làm nổi bật vai trò của vị Tổng thống thứ 45 Hoa Kỳ. Tất cả các vị Tổng thống tiền nhiệm của Tổng thống Donald Trump, kể cả Bill Clinton, Barack Obama và George W. Bush đã không có những cái hành động cụ thể đối với một trong những cái chướng ngại vật về vấn đề an ninh thế giới và hòa bình của nhân loại. Kính thưa quý vị, đó là Kim Jong-un và chế độ nguyên tử của Bắc Hàn. Đến bây giờ thì Tổng thống Donald Trump đã tự hào và ông đã làm được tất cả những cái gì qua cuộc họp ở tại Singapore, và trong thời gian 15 tháng qua ông đã bảo đảm được cho một cái nền hòa bình vĩnh cửu trên hành tinh này qua cái việc là hạ đi tất cả những đầu đạn nguyên tử trên các dàn hỏa tiễn tại Bắc Hàn. Tổng thống đã đưa ra một trong những lời nhận định, và đặc biệt qua buổi diễn văn hôm nay, khi đó ông nêu tên Việt Nam.
Và ông đã nói rằng ông công bố địa điểm tổ chức và ngày gặp gỡ với ông chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un vào ngày 27 và 28 tháng 2 tại Việt Nam. Và ông chưa nêu tên địa điểm thành phố nào là sẽ được vinh dự đón chào hai vị nguyên thủ của quốc gia Bắc Hàn và Hoa Kỳ. Đây là một trong những sự kiện mà có thể nói làm cho mà người ta nghĩ đến vị tổng thống thứ 45 Hoa Kỳ. Ông đã nói, nếu tôi không được bầu làm tổng thống, tôi cho rằng bây giờ chúng ta đang đối diện với một cuộc chiến tranh lớn với Triều Tiên, khiến hàng triệu người có thể thiệt mạng. Nhiều công việc cần phải làm, nhưng quan hệ giữa tôi và Kim Jong-un vẫn còn diễn ra tốt đẹp. Tôi và Chủ tịch Kim Jong-un sẽ gặp nhau thêm một lần nữa vào ngày 27 tháng 2 và ngày 28 tháng 2 tại Việt Nam. Đây là một nguồn tin đưa ra và có thể nói rằng theo tất cả các giới thông dò thì cho rằng thành phố Đà Nẵng là một trong những thành phố sẽ được vinh dự đứng ra tổ chức cuộc họp thượng đỉnh của hai vị nguyên thủ quốc gia. Và kính thưa quý vị, trong phần kết thúc bài phát biểu thông điệp liên bang kéo dài 83 phút trong không khí lạc quan trước khi rời khỏi phòng của Hạ viện và trong những tiếng vỗ tay của các nghị sĩ đảng Cộng Hòa, ông đã nói, chúng ta phải luôn luôn để nước Mỹ trước tiên ở trong trái tim của chúng ta. Chúng ta phải giữ tự do trong tâm hồn của chúng ta. Và chúng ta phải luôn đặt niềm tin vào vận mệnh của nước Mỹ, đất nước dưới sự che chở của Thượng Đế. Và phải là niềm hy vọng tương lai, ánh sáng và hòa quang giữa tất cả các quốc gia khác trên thế giới. Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã rời khỏi Điện Capitol để về trở về lại White House. Đặc biệt năm nay thì Melania... Như Huyền thấy, Tổng thống Donald Trump lại đi đến đọc bài diễn văn, nhưng mà đọc một mình, đi một mình chứ không đi theo bà Melania. Bà Melania đi xe khác mà bắt luôn. Vâng, bà Melania đi chung với nhau. Họ không đi với nhau. Trong lúc mà chúng ta đón nhận một cái tin đặc biệt vào ngày 27-28 tới đây là cuộc họp thượng đỉnh giữa hai vị nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ và Bắc Hàn gặp nhau tại Việt Nam, thì phía Việt Nam như thế nào thưa Như Huyền? Thưa quý vị, theo thông tin cho biết rằng là Pence cho biết rằng Tổng thống Mike Pence đã cho biết rằng là ông thấy những liên hệ giữa lãnh đạo của Mỹ và Triều Tiên thời gian qua là thực sự rất là đáng chú ý. Và Tổng thống Trump tin rằng Mỹ có thể tạo nên những tiến bộ thực sự trên con đường tiến tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo của Triều Tiên. Và Washington sẽ tiếp tục nỗ lực để loại bỏ vũ khí hạt nhân ở trong cái cuộc đàm phán sắp tới. Và tuyên bố của Phó Tổng thống Mike Pence cũng nói rằng được đưa ra sau khi Nhà Trắng đã thông qua bảo hội thượng đỉnh với là Trump và Kim lần thứ hai, như anh Trọng cũng nói sẽ diễn ra vào cuối tháng 2. Và cái địa điểm được công bố là Trump biết tại Việt Nam và Thái Lan, Singapore và Hawaii, và Hàn Quốc ngày nào cũng bày tỏ hy vọng hội nghị của Mỹ và Triều Tiên sắp tới sẽ tạo nên bước ngoặt giúp thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Và Trump và Kim Jong-un lần đầu tiên họp thượng đỉnh tại Singapore vào tháng 6 năm 2018, vào năm trước, thưa quý vị. Lãnh đạo Triều Tiên đã cam kết nỗ lực hướng tới mục tiêu phi hạt nhân và hóa bán đảo Triều Tiên, nhưng các cuộc đàm phán vẫn chưa có tiến bộ nào đáng kể cả. Và Triều Tiên muốn được dỡ bỏ trừng phạt, trong khi Washington quyết định duy trì sức ép tối đa khi Bình Nhưỡng từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân. Kính thưa quý vị, trong lúc đó Bộ Ngoại giao của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hoan nghênh thượng đỉnh Mỹ Triều sẽ diễn ra tại Việt Nam. Việt Nam ủng hộ đối thoại vì hòa bình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và sẵn sàng phối hợp với hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều, và hy vọng trong cái cuộc họp này sẽ đưa đến một thành công mỹ mãn cho nhân loại. Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ và Triều Tiên gặp thượng đỉnh lần thứ hai tại Việt Nam và ủng hộ mạnh mẽ đối thoại nhằm duy trì hòa bình và an ninh và ổn định trên bán đảo Bắc Triều Tiên. Đó là lời tuyên bố của người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, đọc vào ngày 6 tháng 2 vừa qua, khi bà bình luận về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo địa điểm tổ chức cuộc hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Trong thông điệp liên bang đọc Đức Quốc hội Mỹ hôm nay, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ gặp Chủ tịch Kim Jong-un tại Việt Nam vào hai ngày 27 và ngày 28 tháng 2 năm 2019, nhưng chưa thông báo cụ thể để thực hiện nơi tổ chức cuộc họp thượng đỉnh này. Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực phối hợp với các bên liên quan để cuộc gặp gỡ thượng đỉnh Mỹ-Triều tiến đến thành công.
Và trong cuộc họp báo tháng trước, bà Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết Việt Nam rất tự tin về khả năng và năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế ở Việt Nam, như chúng tôi đã thành công qua hội nghị APEC năm 2017 và các sự kiện quốc tế khác. Như quý vị cũng đã biết, hội nghị APEC 2017 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng đã để lại ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Chúng tôi phải nhìn nhận rằng hội nghị APEC, Little Sài Gòn TV do tôi đại diện đã có mặt tại hội nghị APEC, và chúng ta đã nhìn nhận cái gọi là cái giá trị tổ chức của hội nghị APEC của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với tất cả các giới báo chí trên thế giới. Họ cho thấy rằng Việt Nam ngày nay có đủ khả năng để tổ chức tất cả những vị họp thượng đỉnh, quy tụ tất cả các vị thượng gọi là vị thượng khách, các vị nguyên thủ quốc gia ở khắp nơi trên thế giới trong một cái tình trạng an ninh được an toàn và bảo đảm. Đó là một vài sự kiện mà sáng nay qua cà phê sáng chúng tôi muốn gửi đến quý vị, đặc biệt về cuộc họp mà tất cả nhân loại chứ không phải riêng gì người Hoa Kỳ và người Bắc Hàn đang chờ đợi. Vì chúng ta hy vọng rằng nếu tất cả các dàn hỏa tiễn được rút khỏi tất cả các dàn phóng mang đầu đạn hạt nhân tại Bắc Hàn, thế giới chúng ta không phải lo ngại đến một cái cuộc tấn công bất thình lình đến từ Bắc Hàn, và có thể nói cuộc tấn công này sẽ mang lại một cái thảm hại thảm khốc cho nhân loại. Quý vị đã cùng với chúng tôi qua cà phê sáng, chúng tôi trở lại quý vị trong giây lát.